Vàng 10 Nguyễn Thị Oanh, nghị lực phi thường sau căn bệnh quái ác tạo nên nữ hoàng điền kinh. Nguyễn Thị Oanh bắt đầu theo nghiệp điền kinh từ năm cô 15 tuổi, năm 2010. Cô chia sẻ những ngày đầu tiên khi đội điền kinh tỉnh triều sinh thì cô bị chê là thể hình hạn chế do nặng chưa tới 40kg và chỉ cao khoảng 1,5m nên suýt nữa đã không được tuyển. Nhưng nhờ tinh thần luyện tập nghiêm túc, sự cố gắng rèn luyện đã giúp Oanh lấy được lòng tin của ban huấn luyện và từ đó được gọi vào đội tuyển quốc gia. Năm 2013, tại SEA Games 27, Oanh giành được một tấm huy chương bạc ở nội dung chạy vượt chướng ngại vật 3.000m khi về đích. Sau nhà vô địch của kỳ SEA Games trước là vận động viên Rini Budiasti của Indonesia. Năm 2014, Nguyễn Thị Oanh choáng váng khi nghe tin bác sĩ thông báo mắc bệnh thận. Và dĩ nhiên ai cũng biết, căn bệnh về tim và thận luôn là nỗi ám ảnh với các vận động viên, đặc biệt là những môn thể thao cày ải, đòi hỏi thể lực, sức bền nhiều như điền kinh. Ý nghĩ đầu tiên của Nguyễn Thị Oanh khi đó là giải nghệ. Thật khó chấp nhận điều đó, nhưng dần dà sau một thời gian khám, theo dõi, Oanh được biết bệnh tình của mình chỉ mới chớm, còn có cơ hội chữa được. Nhưng cuộc đời nào chỉ dễ dàng đến thế, Oanh phải nghỉ tập luyện, thi đấu từ năm 2015 và cũng lỡ luôn SEA Games 2015. Tuy vậy, nghị lực cùng đam mê đã giúp cô gái quê Bắc Giang vượt qua tất cả. Đến cuối năm 2015, Oanh chỉ dứt điểm căn bệnh thận để quay trở lại đường đua. Tất nhiên, khó khăn giờ đây là gấp bội. Huấn luyện viên Trần Văn Sĩ tâm sự ông và cô học trò từng bị nghi ngờ về quyết tâm trở lại đường đua của Oanh. Về nội dung 3.000m vượt chướng ngại vật sở trường của Oanh bị loại khỏi SEA Games 2017, càng khiến giấc mơ vàng của cô gái trở nên mong manh. Huấn luyện viên Sĩ chuyển mục tiêu cho Oanh sang nội dung 1.500m và 5.000m và rồi cô đoạt cả cú đúp. Huấn luyện viên Trần Văn Sĩ tâm sự, tôi thật sự phải nể phục nghị lực của cô học trò của mình. Điều đáng khen nhất của anh đó là cô có kiến thức sinh lý rất tốt, nắm rất rõ những vấn đề về cơ thể của mình để phối hợp chuẩn với ban huấn luyện. Khi anh vừa lành bệnh, tôi rất băn khoăn trong việc chọn giáo án tập cho anh. Cả hai thầy trò phải mày mò tập luyện khổ sở vì e ngại những dấu hiệu sau bệnh tật. Đã trải qua vô vàn khó khăn để đến được vinh quang, anh hiểu hơn ai hết giá trị của những bàn tay giúp đỡ quanh mình. Có lẽ vì vậy mà một hình ảnh gây xúc động đã diễn ra trên đường đua 5.000m chiều 25 tháng 8 năm 2017 tại SEA Games 29 tại Malaysia. Phạm Thị Huệ, một vận động viên Việt Nam cũng thi đấu nội dung cùng Oanh đổ gục xuống sân vì quá mệt sau khi về đích. Oanh vội vàng đến bên cạnh dìu đồng đội đứng dậy. Đó thực sự là một hình ảnh truyền cảm hứng cho tất cả ai có mặt trên sân Bukit Jalil, đặc biệt là khi họ nghe đầy đủ về câu chuyện đằng sau vinh quang của Nguyễn Thị Oanh. 6 năm trôi qua, kể từ khoảnh khắc 2017 đó, siêu nhân Nguyễn Thị Oanh tiếp tục gây chấn động SEA Games với những bước chạy nước rút kinh hoàng, bỏ xa mọi đối thủ và kết thúc hai phần thi chung kết với hai tấm huy chương vàng trong vòng vỏn vẹn 20 phút, theo cách khiến mọi đối thủ không thể không tâm phục khẩu phục. Đằng sau tấm huy chương vàng là mồ hôi, máu và nước mắt, và đôi khi là sự tủi thân với một mức thù lao 7 triệu ít ỏi. Nhưng có lẽ với Oanh và nhiều vận động viên thể thao Việt Nam khác, được khoác lên mình màu áo của tuyển quốc gia với ngôi sao vàng trước ngực, đứng trước đường đua, họ luôn gạt bỏ tất cả và chỉ nhìn về phía trước với niềm tự hào, tự trọng, tự tôn dân tộc. Cảm ơn Oanh với những khoảnh khắc thiện lành mà Oanh đã tạo ra và chạm tới bao trái tim người Việt. Thách thức dường như vượt qua khả năng con người và cô bé năm xưa bị mắc chứng viêm cầu thận đã và đang trở thành nữ siêu nhân, thành bông hồng thép của điền kinh Việt Nam.